đẩy mạnh đạt tiến công, Nga kiểm soát 80% Barinka, ép chặt Ukraine ngộp thở tại từ địa mới. Cùng lúc đó, Nga pháo kích phá vỡ đội hình, đẩy lùi nhóm vũ trang Ukraine xâm nhập tỉnh Belgorod. Nhìn thấu kế hoạch tương lai, quan chức Nga dự báo Kiev cố gắng tiến công ở Raborizhye về phía biển Azov. Vòng xoáy căng thẳng sâu hơn, Nga cảnh báo đanh thép hậu quả nếu phương Tây cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Không thắng thế trên chiến trường, Zelensky vẫn mặt dày đòi đồng minh viện trợ thêm 50 tổ hợp Patriot. Sức mạnh không thể chối cãi, báo Mỹ ngưỡng mộ tính năng hệ thống phun lửa Sean Shepiok của Nga. Nội bộ bất đồng, chuyên gia châu Âu chỉ trích Hoa Kỳ hưởng lợi chính trong cuộc xung đột Ukraine. Diễn biến khác, Mỹ công bố video khu trục hạm bị tàu chiến Trung Quốc cắt mũi. Đáng chú ý, tàu chiến Indonesia bất ngờ bốc cháy khi đang tuần tra. Nguyên nhân cụ thể đằng sau là gì? Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế của TBS nâng tầm kiến thức. Thưa quý vị, theo thông tin từ các trang theo dõi chiến sự Ukraine trên Telegram, ngay khi có mặt tại chiến trường, đặc nhiệm Akhamat của Chechnya đã tạo đột biến ở miền đông. Giao tranh ác liệt diễn ra, cùng lúc đó Nga thông báo nắm quyền kiểm soát 80% thành phố chiến lược Marinka. Cụ thể, trung đoàn đặc nhiệm Akhmat đã đột phá vào trận địa phòng ngự của lữ đoàn đổ bộ đường không số 79, quân đội Ukraine tại thành phố Marinka thuộc Donetsk. Với sự yểm trợ tích cực của pháo binh và không quân Nga, cùng với đó, các trận địa phòng thủ của Ukraine cơ bản đã bị phá hủy sau nhiều tháng hứng chịu hỏa lực liên tục. Các nhóm đột kích Chechnya và quân đội Nga đã thọc sâu vào khu nhà thấp tầng dọc theo hai con phố Kastanova và Poligrafitskaya. Trương sức ép mãnh liệt, một nhóm thiết giáp Ukraine đã cố gắng tấn công chủ động vào trận địa của Nga tại tỉnh phía nam Marinka, nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn khi phần lớn các trận địa của Nga tại đây đã được gia cố trong suốt nhiều tháng qua. Giao tranh ác liệt đang được ghi nhận tại điểm định cư Kostantinovka. Các nguồn tin tại thực địa cho biết, các đơn vị thuộc Trung đoàn đặc nhiệm Akhmat và Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 5 với hỗ trợ hỏa lực của Sư đoàn 150 đang áp sát tuyến phòng thủ của Ukraine tại Marinka. Trận địa phòng thủ của Ukraine có thể sẽ không chịu nổi sức ép tấn công này trong vài ngày tới. Chính vì sự tấn công đột kích của Nga, Ukraine đã phải tăng cường lực lượng dự bị tới Kurakhovo và lữ đoàn cơ giới số 23. Lực lượng này có thể dự phòng cho khả năng Marinka thất thủ quá nhanh và ngăn chặn khả năng khai thác chiến quả của lực lượng Nga. Tính tới hết ngày 4 tháng 6, quân đội Nga và đồng minh đã kiểm soát được hơn 80% diện tích thành phố Marinka. Phía Ukraine chưa có phản hồi gì về thông tin này. Cùng lúc đó, tại biên giới, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này pháo kích phá vỡ đội hình và đẩy lùi nhóm vũ trang từ Ukraine xâm nhập tỉnh Belgorod. Các đơn vị của quân khu miền Tây và lực lượng biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, viết tắt là FSB, phát hiện nhóm thám báo gồm những phần tử khủng bố Ukraine âm mưu băng qua con sông gần Novaya, Tavonjanka, tỉnh Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, pháo binh mở đợt tập kích vào kẻ thù, định bị phá vỡ đội hình và rút lui. Trước đó, tỉnh trưởng Belgorod Ông Vyacheslav Gladkov cho biết, nhóm thám báo Ukraine tiến vào khu dân cư địa phương và giao tranh với lực lượng Nga tại Novaya Tavochanka. Những kẻ vô lại, khốn nạn, sát nhân và phát xít này muốn gặp tôi, đề nghị đàm phán trao đổi tư nhân. Trên thực tế, một nhóm thám báo tiến vào, giao tranh diễn ra tại Novaya Tavochanka, ông Gladkov nói. Tôi hy vọng tất cả chúng sẽ bị tiêu diệt, không thể khác được. Ngày nào dân thường cũng chết dưới tay lũ phát xít này, chúng tôi phải chôn cất họ mỗi ngày, trẻ em tàn tật, người già thiệt mạng, tất cả đều do bàn tay của chúng. Tỉnh trưởng Pekarot bức xúc bày tỏ. Giới chức Nga chưa công bố thiệt hại của tỉnh Pekarot cũng như các nhóm vũ trang từ Ukraine trong vụ tập kích trên. Dự đoán về động thái tiếp theo của Kiev, ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào We Are Together with Russia, cho biết hôm qua rằng quân đội Ukraine sẽ cố gắng tiến công trong ngày thứ hai với lực lượng đáng kể ở khu vực Zaporizhia về phía biển Azov mục đích nhằm cắt đứt cây cầu trên đất liền của Nga tới bán đảo Crimea. Trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh Komsomolskaya Pravda, chính trị gia nói, nơi giao nhau giữa vùng Zaporizhia và Cộng hòa Nhân dân Donetsk là con đường ngắn nhất để đến biển Azot bằng một cuộc tấn công vào khu vực này và đẩy ra biển. Đó không phải là con đường dễ dàng nhất từ quan điểm của tuyến phòng thủ đã chuẩn bị sẵn do lực lượng Nga xây dựng. Nhưng xét về khoảng cách, hầu hết các binh sĩ đều dễ dàng tiếp cận biển Azot và cắt đứt cầu nối đất liền với Crimea. Tôi có thể đoán rằng hướng đi này đã được quân đội Ukraine chọn để thực hiện những kế hoạch phản công. Như ông Ragov đã chỉ ra, nỗ lực đột phá đang diễn ra tích cực và quy mô hơn nhiều so với nỗ lực tấn công hôm Chủ nhật. Chính trị gia nói với TASS trước đó vào thứ Hai rằng quân đội Ukraine đã nối lại các nỗ lực vào ngày 5 tháng 6 để tiến vào khu vực Zaporizhia. Song song đó, trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo, quân đội Ukraine đã thất bại trong nỗ lực đạt được thành công của cuộc tấn công quy mô lớn vào năm khu vực tiền tuyến phía Nam Donetsk. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho hay, Kiev đã điều động các lữ đoàn cơ giới 23 và 31 từ lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, do thất bại, Ukraine đã mất hơn 250 binh sĩ, 16 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và hơn 20 xe bọc thép. Giữa lúc Kiev bắt đầu tiến hành cuộc phản công nhưng quy mô chưa lớn do vấp phải lo ngại về thiếu thốn khí tài, Điện Kremlin cảnh báo Bất cứ tên lửa tầm xa nào mà phương Tây cấp cho Ukraine sẽ dẫn đến vòng xoáy căng thẳng hơn nữa trong xung đột thế kỷ tại Đông Âu. Chúng tôi đã bắt đầu chứng kiến các cuộc thảo luận về việc Pháp và Đức chuyển giao cho Ukraine những loại tên lửa có tầm bắn từ 500 km trở lên. Đây là một loại vũ khí hoàn toàn khác biệt và nó sẽ dẫn đến một vòng xoáy căng thẳng sâu hơn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Pekov cảnh báo. Tháng trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine, trong khi đó, Ukraine đề nghị Đức viện trợ tên lửa hành trình Taurus. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay Pháp sẽ cấp cho Kiev loại tên lửa có thể hỗ trợ họ tiến hành cuộc phản công được dự đoán lâu nay. Nga nhiều lần chỉ trích phương Tây truyền vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo các thành viên NATO đã trở thành bên tham gia trực tiếp vào xung đột ở Ukraine. Moscow tuyên bố Nga coi những vũ khí này là mục tiêu tấn công thích đáng. Ngay sau cảnh báo đanh thép từ phía Nga, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ nguyện vọng của nước này với đồng minh. Theo ông, Ukraine cần tới 50 tổ hợp tên lửa phòng không Patriot để bảo vệ các thành phố và đơn vị trên tiền tuyến. Ông đồng thời kêu gọi số lượng khí tài này nên được phương Tây cung cấp thêm cho Kiev trong thời gian tới. Trong cuộc phỏng vấn được Wall Street Journal đăng ngày 3 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này muốn phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho chiến dịch phản công sắp tới. Chúng tôi muốn một số thứ cụ thể và không thể chờ đợi nhiều tháng, ông Zelensky nói. Theo ông Zelensky, Ukraine cần thêm tên lửa phòng không Patriot để bảo vệ các thành phố và đơn vị quân đội trên tiền tuyến. Ukraine hiện sở hữu hai tổ hợp Patriot, song ông Zelensky muốn có tới 50 khẩu đội do đây là hệ thống duy nhất có khả năng đánh chặn một số tên lửa tiên tiến của Nga. Mỗi tổ hợp Patriot hoàn chỉnh gồm một xe chỉ huy, một đài radar cảnh giới và dẫn bắn, xe phát điện, đài thông tin liên lạc cùng 6 đến 8 bệ phóng, theo ước tính của trung tâm nghiên cứu và chiến lược quốc tế Csis có trụ sở tại Mỹ, mỗi khẩu đội Patriot có giá khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố, Ukraine sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công và tin tưởng mạnh mẽ sẽ giành chiến thắng. Song nhận định điều này có thể mất thời gian dài và phải trả giá đắt. Theo người đứng đầu Kiev, nga đang chiếm ưu thế trên không tại tiền tuyến, đồng nghĩa là nếu thiếu phòng không, một lượng lớn binh sĩ Ukraine sẽ thiệt mạng. Nếu như Kiev đang kệ nhờ đến Patriot để phản công thì Moscow cũng có nhiều quân áp chủ bài uy lực đã tung ra tiền tuyến. Nhà bình luận Harrison Kast viết trong một bài báo cho 1945 nhận định, quân đội Nga đang sử dụng đầu đạn nhiệt áp TOS-1A sochep sát thương chống lại quân đội Ukraine và gây thiệt hại lớn cho kẻ thù. Nhà báo cho biết, các hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A sochep được lực lượng Nga triển khai trên chiến trường để chống lại quân đội Ukraine, sử dụng đạn có khả năng gây ra vụ nổ nhiệt độ cao. Đặc điểm nổi bật của đầu đạn nhiệt áp là bao gồm gần như hoàn toàn bằng nhiên liệu, do đó loại đạn vũ khí này mạnh hơn chất nổ thông thường có trọng lượng tương đương, ông Cass nói. Tác giả khẳng định những quả đạn này rất nguy hiểm nếu được sử dụng để tấn công các đường hầm, tòa nhà, chiến hào hoặc công sự và lan sóng nổ kéo dài lâu hơn một vụ nổ thông thường. Xung đột dòng dã 16 tháng, nước thu lợi chính trong giao tranh ở Ukraine là Hoa Kỳ, quốc gia được hưởng lợi rất nhiều từ cả việc bán vũ khí và xuất khẩu khí đốt đắt đỏ. Maria Jose Bredel giáo sư Đại học Competence Merit nói với Sputnik. Người hưởng lợi chính trong cuộc chiến này là Hoa Kỳ, các nước châu Âu và NATO tăng chi tiêu quốc phòng và với số tiền này họ mua vũ khí từ Hoa Kỳ. Hơn nữa châu Âu hiện mua khí đốt từ Hoa Kỳ với giá rất cao, đắt hơn so với mua từ Nga. Khả năng tạo ra hệ thống phòng thủ của EU bị tê liệt hoặc nằm trong tay Mỹ vốn ngày càng ràng buộc các đồng minh vào mình, bà Pozo nói khi được hỏi tại sao châu Âu khăng khăng tiếp tục xung đột và gửi vũ khí thậm chí gây tổn hại đến lợi ích của chính mình, giáo sư giải thích do các nước EU tuân thủ chính sách hỗ trợ Ukraine cho đến cùng một câu chuyện đều hoa kỳ hậu thuẫn các nước eu không tính đến một kế hoạch hòa bình không lắng nghe ý kiến của brazil trung quốc mục tiêu chính của họ là đánh bại nga điều đáng chú ý là ngoài mỹ ba lan đóng một vai trò không nhỏ và cảm hứng từ vương quốc anh do đó trong các ý kiến ở đấu trường châu âu dẫn đầu không phải là paris hay berlin mà là warsaw chuyên gia tin tưởng Đồng thời, bà lưu ý, châu Âu và NATO đều không vội vàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Giải thích điều này là do quá trình đàm phán diễn ra thường khá dài, vì nó đòi hỏi sự phối hợp từ nhiều khía cạnh như là nông nghiệp, công nghiệp, đánh cá, lập pháp. Cần nhớ, phải có một mức độ hài hòa nhất định giữa các quốc gia EU. Sự hội nhập của một quốc gia đang có xung đột là không thể. Trong trường hợp NATO, sự hội nhập của Ukraine có nghĩa gần như là một cuộc chiến tranh thế giới, vì lãnh thổ Ukraine sẽ được bảo vệ bởi điều năm hiến trương NATO và sẽ buộc liên minh phải bảo vệ đối tác mới của mình, chuyên gia nhấn mạnh. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán để đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine thông qua biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu không cho Nga lựa chọn vào lúc này. Tổng thống Putin đã, đang và sẽ sẵn sàng cởi mở với bất kỳ kênh tiếp xúc nào nhằm đạt được các mục tiêu chung của chúng tôi bằng các biện pháp hòa bình. Nếu có thể, điều đó sẽ tốt hơn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong chương trình truyền hình Moscow Điện Kremlin Putin trên kênh Yoshia 1. Tuy nhiên, theo ông Peskov, cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo châu Âu khác không cho Nga lựa chọn khác vào lúc này. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý, Pháp không thể đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine vì nước này trên thực tế là một bên tham gia vào cuộc xung đột. Pháp khó có thể được xem là một quốc gia trung lập với khả năng đảm nhận vai trò trung gian hòa giải như là Brazil, Trung Quốc hoặc các quốc gia châu Phi. Pháp không có khả năng làm được việc này vì Pháp là một bên tham gia tích cực trong cuộc xung đột đứng về phía Ukraine. Ông bình luận về đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine tại Paris. Ông nhấn mạnh, Nga hiểu rõ lập trường của mình và sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cho đến khi đạt được mọi mục tiêu đề ra. Nga coi sáng kiến của Washington về đối thoại với Moscow liên quan đến vũ khí hạt nhân là một dấu hiệu tích cực. Nhưng trước khi bắt đầu đàm phán, điều quan trọng là phải hiểu chính xác đề xuất của Mỹ là gì. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, nói với các phóng viên. Đây là một tuyên bố quan trọng và tích cực tất nhiên chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ được hỗ trợ bằng các bước thực tế thông qua các kênh ngoại giao sau đó có thể xem xét các hình thức đối thoại được đề xuất ông bakov nói bình luận về tuyên bố của cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ jake sullivan về sự sẵn sàng tiến hành đối thoại vô điều kiện với nga về kiểm soát vũ khí phát ngôn viên nhấn mạnh liên bang nga vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng trước tiên cần phải hiểu đề xuất được hình thành như thế nào về những vấn đề quan trọng và nhạy cảm như vậy rất khó để dựa vào các tuyên bố trên báo chí đặc biệt là trong giai đoạn thiếu tin tưởng sâu sắc như vậy trong quan hệ song phương Người phát ngôn điện Kremlin nói, trước đó ông Sullivan cho hay, Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế định lượng của hiệp ước New Start, nếu Nga cũng tuân thủ chúng, ông nhấn mạnh, bất chấp những mâu thuẫn đang tồn tại, Washington sẵn sàng cùng với Nga bắt đầu phát triển các thỏa thuận mới thay thế New Start cho giai đoạn sau năm 2026. Ngày 28 tháng 2 năm ngoái, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một thỏa thuận về việc đình chỉ sự tham gia của Nga trong hiệp ước New Start. Quyết định này được đưa ra liên quan đến việc phớt lờ những lo ngại về an ninh của Moscow từ phía Washington, đồng thời phía Nga không rút khỏi thỏa thuận. Tiếp tục bản tin với các diễn biến khác, Mỹ hôm qua đã công bố video tàu chiến Type 052D của Trung Quốc cơ động mất an toàn khi cắt trước mũi khu trục hạm USS Trung Hun trên eo biển Đài Loan. Theo video, mặc dù cảnh báo nguy vực cơ va chạm nhưng tàu khu trục Mỹ vẫn phải đổi hướng và giảm tốc độ để tránh tai nạn. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Trung Hồn chứng kiến chiến hạm lớp Lữ Dương Ba mang số hiệu 132 của Hải quân Trung Quốc thực hiện động tác cơ động mất an toàn. Trong lúc di chuyển bình thường cùng tàu hộ vệ SMCS Montreal của Canada trên eo biển Đài Loan hôm 3 tháng 6, Hải quân Mỹ cho biết hôm qua khi công bố video về sự việc. Video được quay từ ban công bên cạnh đài chỉ huy tàu USS Trung Hun cho thấy chiến hạm Trung Quốc di chuyển từ bên trái và cắt ngang đường di chuyển của tàu khu trục Mỹ. Thủy thủ đoàn USS Trung Hồn khi đó dường như đang phát thông báo qua điện đàm, cảnh báo phía Trung Quốc không tìm cách hạn chế quyền tự do đi lại của tàu chiến Mỹ. Chiến hạm Mỹ sau đó phản ứng bằng cách yêu cầu tàu Trung Quốc tránh xa, nhưng USS Trung Hồn vẫn phải đổi hướng và giảm tốc để tránh tai nạn. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng cách gần nhất giữa hai chiến hạm trong sự việc chỉ là khoảng 140 mét. Tàu Trung Hồn và Montreal hoạt động cùng nhau gần một tuần ở Biển Đông trước khi đi qua eo biển Đài Loan. Phóng viên kênh truyền hình Global News cho hay đã nhiều lần chứng kiến tàu chiến Trung Quốc theo sát biên đội trong quá trình này. Đại tá Hải quân Paul Malfoss, hạm trưởng SMCS Montreal trước đó mô tả hành động của tàu chiến Trung Quốc là không chuyên nghiệp. Theo đại tá, Hải quân Trung Quốc đã cảnh báo tàu Canada và Mỹ qua hệ thống vô tuyến rằng họ đang đi vào lãnh hải nước này, dù nhiệm vụ tuần tra chung diễn ra ở vùng biển được quốc tế công nhận. Tôi hy vọng sự việc tương tự sẽ không xảy ra thêm lần nữa, bởi chúng tôi có luật pháp quốc tế đứng về phía mình. Đây là vùng biển quốc tế, ông cho hay. Bộ trưởng Quốc phòng Đức thông báo nước này sẽ triển khai hai tàu chiến đến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore vào hôm 4 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố tuyến hàng hải ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nơi diễn ra khoảng 40% hoạt động thương mại nước ngoài của châu Âu, phải được tôn trọng. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ Đức từng điều một tàu khu trục đến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vào năm 2021 và một lần nữa vào năm 2024 sẽ triển khai các tàu tới khu vực này. Ông Vittorius phát biểu tại hội nghị có sự tham dự của nhiều quan chức quốc phòng các nước. Bộ trưởng Vittorius cho biết các tàu được Đức triển khai tới khu vực sẽ bao gồm một tàu hộ vệ và một tàu tiếp tế. Nhưng ông nhấn mạnh việc triển khai các tàu này không nhằm chống lại hành động của bất kỳ đối tượng cụ thể nào trong khu vực. Ngược lại, các tàu này cam kết bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà tất cả chúng ta đã ký kết và tất cả chúng ta nên được hưởng lợi từ đó, ông Vittorius nhấn mạnh. Vào năm 2021, một tàu chiến của Đức đã được triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương lần đầu tiên sau gần hai thập niên. Các nước phương Tây khác cũng tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực giữa bối cảnh ngày càng nhiều nước lo ngại về tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh, đặc biệt liên quan đến Biển Đông và eo biển Đài Loan. Trưa ngày 3 tháng 6, một tàu chiến của Indonesia đang đi tuần tra bình thường thì bốc cháy. Hải quân Indonesia một ngày sau thông báo không có ai trong số 119 người trên tàu bị thương. Theo hãng tin Panama và The Maritimes, đó là Heading Bay 538, tàu đổ bộ Frost I Type 108, được trang bị dốc hạ cánh ở phía trước. Con tàu này được Đức đưa vào sử dụng năm 1978 và Indonesia mua nó vào năm 1993. Hải quân Indonesia cho hay hỏa hoạn xảy ra khi tàu đang di chuyển cách El Celaya 11 hải lý và cách đảo Nam Sulawesi 7 hải lý. Không rõ đám cháy bắt đầu khi nào, nhưng thông tin về vụ việc được chuyển về bờ lúc 14 giờ 15 phút có 5 tàu đã lập tức được điều đi hỗ trợ. Một tàu kéo của Hải quân Indonesia đang có mặt tại khu vực đã mau chóng tới hỗ trợ sơ tán thủy thủ. Hình ảnh qua video cho thấy thủy thủ đoàn của tàu heading bay tập hợp ở phần phía trước con tàu, trong khi khói cuồn cuộn bốc lên từ phía sau tàu. Đồ đốc Vira Hadi Asanta cho biết thủy thủ đã được đào tạo bài bản về các trường hợp khẩn cấp và việc sơ tán diễn ra có trật tự. Theo ông, mọi người rời tàu sau 30 phút và không có ai bị thương. Hải quân Indonesia cho hay hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy và việc này đang được điều tra. Một tàu kéo đã giúp đưa heading bay 538 về cảng gần nhất. Sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong hàng thập kỷ, Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ đối mặt với áp lực từ chức rất lớn. Ba ngày gần đây, Đảng đối lập Ấn Độ nhiều lần lên tiếng chỉ trích hệ thống tín hiệu đường sắt là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn, đồng thời kêu gọi Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ashwini Vaishnav từ chức. Tổng thư ký Đảng Chinamos Congress Ông Aprajit Banerjee chỉ trích chính phủ thủ tướng Ấn Độ luôn ca ngợi hết lời tàu Vande Bharat và hạ tầng nhà ga mới để củng cố chính trị và đánh lừa dư luận, nhưng thờ ơ với các biện pháp đảm bảo an toàn. Tôi rất đồng cảm với thân nhân các nạn nhân thiệt mạng và mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục nếu vẫn còn có lương tâm, bộ trưởng bộ đường sắt nên từ chức ngay bây giờ." Ông Aprajit Banerjee quyết liệt kêu gọi. Ngoài ra còn có một loạt quan chức thuộc các đảng đối lập khác cũng lên tiếng kêu gọi lãnh đạo ngành đường sắt Ấn Độ hãy ra đi. Trong bối cảnh này, đảng cầm quyền PGP đã có phản ứng bất ngờ, đó là đưa ra một danh sách các vụ tai nạn, va chạm, chật đường dây, số người chết dưới thời các chính quyền trước. Theo đó, đảng cầm quyền Ấn Độ nhấn mạnh không giống như các bộ trưởng thời kỳ trước. Ngay khi biết tin, Bộ trưởng Bộ Đường sắt Đường nhiệm đã rất tích cực xuống hiện trường, thị sát, chỉ đạo trong 30 giờ, tham gia liên tục các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Về phía Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ, Ashwini Vaishnav, trong một cuộc họp báo, ông cũng nhận được câu hỏi về phản ứng đối với những bình luận kêu gọi từ trước ông Vaishnav đáp. Tốt thôi, nhưng đây là lúc phải tập trung hoàn toàn vào đảm bảo khôi phục hoạt động đường sắt trong thời gian sớm nhất có thể. Gần 80 bé gái ở hai trường tiểu học miền Bắc Afghanistan đã phải nhập viện vào hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 vừa qua vì bị đầu độc. Thủ phạm được cho là hành động vì tư thủ. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, tuy nhiên hiện chưa có ai bị bắt. Mohammad Rasmani, lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Sher Epu, cho biết sự việc xảy ra tại hai trường tiểu học thuộc huyện Shancharab vào các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6. 60 học sinh bị đầu độc tại trường Naswan e Kapot Arab và 17 học sinh bị đầu độc tại trường Naswan e Farabat. Hai trường ở gần nhau và lần lượt là mục tiêu. Chúng tôi đã chuyển học sinh đến bệnh viện và hiện các bé trong tình trạng ổn định, Rasmani cho hay. Theo Rasmani, người đứng đầu sau vụ đầu độc có tư thủ cá nhân nhưng không nói rõ chi tiết Cuộc điều tra đang diễn ra và đánh giá ban đầu cho thấy có người đã trả tiền cho bên thứ ba để thực hiện các vụ đầu độc này. Ông cung cấp thông tin về cách các bé gái bị đầu độc. Các nạn nhân là học sinh từ lớp 1 đến lớp 6, có triệu chứng tiêu chảy, sổ mũi, khó thở và chóng mặt. Đền Mohammad Naravi, phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh Shaepu cho biết một số người không rõ danh tính đã vào trường nữ sinh ở Shantarak và giải chất độc vào lớp học. Các bé gái trúng độc sau khi đến lớp. Hiện chưa ai bị bắt và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của tv e chase nâng tầm kiến thức trong buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo